Đây, đây anh em. Đây, sới ép luống Ngọc Phượng cùng máy kéo IM3. Ập đi. Đây, vũ trụ cao lắm. Cao lắm anh em ơi. Cao kinh luôn. Chân luống thì rất sạch đây. Chân này. Sạch chưa? Đó. Ưng chưa? Đây. Ruộng nó hơi ngắn nhưng mà mình thấy là rất ok đấy nhá. Đây. Về tua của máy thì vừa, nói chung là không không phải quá to, quá lớn mà luống này cao này. Ghê. Ghê chưa? Đây. Bà con này là phấn khởi lắm.